37. Đánh dấu văn bản. Một la mã, mục tiêu của bài học. Sau khi học xong bài học này, các bạn có khả năng đánh dấu một đoạn văn bản nào đó cần chú ý, cần ghi nhớ và có thể di chuyển nhanh khi cần thiết bằng hộp thoại gâu. Đó là các bạn sẽ sử dụng việc đánh dấu bookmark trong văn bản của bạn. Nội dung của bài học. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn với các bạn việc tạo bookmark. Trên một văn bản Word thường dài rất nhiều trang, và để di chuyển đến những nơi mà các bạn cần lưu ý thì các bạn sẽ dùng hộp thoại bookmark. Để đánh dấu bookmark, đầu tiên các bạn sẽ di chuyển đến vị trí mà các bạn cần tạo bookmark. Chẳng hạn như tôi sẽ di chuyển đến một mục mà tôi cần tạo bookmark. Minh Du, hai đặc điểm của nhân cách. Các đặc điểm của nhân cách. Chẳng hạn tôi muốn đánh dấu bookmark ở đây. Bây giờ sau khi các bạn di chuyển đến mục mà các bạn cần đánh dấu bookmark, các bạn sẽ nhấn Alt Y vào menu Insert. Menu, Insert Menu, Break, to move through items, press up or down arrow, B. Các bạn dùng mũi tên lên xuống để chọn mục là bookmark, rồi Enter, hoặc là các bạn có thể nhấn phím tắt đó là chữ K để mở hộp thoại bookmark. Hyperlink bookmark K. Enter, leaving menus, bookmark dialog, bookmark name, edit combo to set the value, use the arrow keys or type the value, Alt plus B. Ở mục bookmark name, các bạn sẽ gõ tên bookmark. Ở đây các bạn không được gõ có khoảng trắng. C-A-I-I. Sau khi gõ xong tên bookmark, các bạn sẽ nhấn tab đến mục radio button đầu tiên. Tab, name radio button checked to change the selection, press up or down arrow, Alt plus N. Name radio, các bạn sẽ chọn mục này để sắp xếp các bookmark theo tên. Tab, hidden bookmarks checkbox not checked to check, press spacebar, Alt plus H. Hidden bookmark, mục này các bạn có thể nhấn khoảng trắng để chọn, để bookmark của bạn không hiện lên trong văn bản, làm rối văn bản của bạn. Sau khi đã chọn xong, các bạn sẽ nhấn tab đến mục Add button. Tab, Add button to activate, press spacebar, Alt plus A. Nhấn khoảng trắng vào để hoàn tất việc tạo bookmark. Space, THNC, doc, print view, edit. Tương tự như vậy, các bạn cũng có thể tạo cho các mục còn lại. Tôi sẽ tạo tiếp cho một mục nữa. Minh Du, 3 cấu trúc của nhân cách. 3 cấu trúc của nhân cách. Bây giờ tôi sẽ tạo bookmark cho mục này. Sau khi di chuyển đến mục mà các bạn cần tạo bookmark tiếp theo, các bạn cứ nhấn Alt Y vào menu Insert. Menu, Insert Menu, Break to move through like. Nhấn chữ K để đến mục bookmark. K, leaving menus, bookmark dialog, bookmark name, edit combo, shy to set the value, use the arrow keys or type the value, Alt plus B. Bookmark name, mục này các bạn sẽ gõ tên bookmark. Nhớ các bạn không được gõ khoảng trắng. C-A-Q-N-A-O. Sau đó các bạn sẽ nhấn tab đến mục Add button và kích hoạt vào. Tab, Add button to activate, press spacebar, Alt plus A. Nhấn khoảng trắng. Space, THNC, doc, print view, edit. Đó là cách để tạo bookmark trong văn bản, đánh dấu những vùng mà các bạn cần lưu ý và các bạn muốn di chuyển nhanh tới những mục này. Bây giờ tôi sẽ nhấn Ctrl Home về đầu văn bản. Top of file, Tom. Lần sau khi các bạn làm việc với văn bản, để di chuyển đến những bookmark mà các bạn đã tạo trong văn bản này, các bạn sẽ vào trong hộp thoại bookmark. Tôi sẽ nhấn Alt Y vào menu Insert. Menu, Insert Menu, Break. Các bạn dùng mũi tên lên xuống để chọn một bookmark, hoặc là nhấn chữ K để kích hoạt vào mở hộp thoại bookmark. K, leaving menus, bookmark dialog, bookmark name, edit combo, info to set the value, use the arrow keys or... Ở mục bookmark name, các bạn sẽ dùng mũi tên lên xuống để chọn bookmark mà các bạn muốn di chuyển đến. Shy. Chẳng hạn như tôi chọn tên bookmark này. Sau khi chọn xong, các bạn nhấn tab đến mục là Go to Book và kích hoạt vào, hoặc là các bạn có thể nhấn Alt G để kích hoạt vào nút là Go to Book để di chuyển đến bookmark mà các bạn đã đánh dấu. Tôi sẽ nhấn tab. Tab, Go to Book. Go to Book, các bạn sẽ nhấn khoảng trắng để kích hoạt vào. Space, bookmark name, edit combo, shy to set the value used. Sau khi nhấn xong, các bạn sẽ escape để thoát khỏi hộp thoại bookmark. Escape, THNC, doc, print. Tôi sẽ chuyển qua tiếng Việt và các bạn có thể nghe được chỗ mà tôi đã đánh dấu bookmark đầu tiên. Minh Du, hai đặc điểm của nhân cách. Đó là cách để di chuyển tới bookmark mà các bạn đã tạo. Tiếp theo, bây giờ các bạn không muốn tạo bookmark trong văn bản nữa và các bạn muốn xóa đi những bookmark mà các bạn đã tạo trong văn bản, thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn cũng vào trong hộp thoại bookmark bằng cách nhấn Alt Y vào menu Insert. Menu, Insert Menu, Break to move through. Dùng mũi tên lên xuống để tìm đến một bookmark rồi kích hoạt vào, hoặc là nhấn chữ K để mở hộp thoại bookmark. Hyperlink bookmark K. Enter vào. Enter, leaving menus, bookmark dialog, bookmark name, edit combo, shy to set the value, use the arrow keys or type. Ở một bookmark name, các bạn dùng mũi tên lên xuống để chọn bookmark mà các bạn cần xóa. Chẳng hạn tôi sẽ chọn bookmark này. Bookmark name, edit combo, shy.
bookmark mà tôi đã đánh dấu một là các đặc điểm của nhân cách. Sau đó, tôi sẽ nhấn tab đến một là delete page và kích hoạt vào, hoặc là các bạn có thể nhấn phím tắt đó là Alt D để kích hoạt vào delete button, xóa bookmark mà các bạn đang chọn. Tab delete button to activate press spacebar. Kích hoạt vào bằng khoảng trắng hoặc enter. Space bookmark name edit combo to set the value use the arrow keys or type the value Alt plus D. Sau khi nhấn xong thì chương trình quay trở lại một bookmark name để các bạn có thể gõ tên bookmark mới vào đây. Nếu các bạn không muốn tạo nữa thì các bạn có thể escape ra thoát khỏi hộp thoại. Tôi sẽ nhấn escape. Escape TLHNC. Trên đây tôi đã hướng dẫn với các bạn cách tạo bookmark và di chuyển đến bookmark trong văn bản. Chúc các bạn sẽ thành công. Tiếp theo, phần 2 nhỏ, tôi sẽ hướng dẫn với các bạn hộp thoại Go. Hộp thoại Go là dùng để di chuyển nhanh trong văn bản. Để mở hộp thoại Go, các bạn sẽ nhấn Ctrl G. Tôi sẽ nhấn Ctrl G. Ctrl G, print view, edit, type in text, Alt plus E, find and replace dialog, go to page. Hoặc các bạn không nhớ được phím tắt, thì các bạn có thể nhấn Alt E vào menu edit. Alt E, menu, edit menu, undo bookmark, Ctrl Z. Các bạn dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến mục là go to, rồi kích hoạt vào, rồi nhấn enter, hoặc là các bạn có thể nhấn chữ G để mở hộp thoại go. Go to, Ctrl G. Nhấn enter vào đây. Enter, leaving menus, print view, edit, type in text, Alt plus E, find and replace dialog, go to page, type in text, Alt plus E. Sau khi đã vào được hộp thoại Go, các bạn sẽ shift tab lại đến mục Go to what? Shift tab, go to what, list box page 1 of 13, to move to an item, press the arrow keys, Alt plus O. Go to what? Ở đây các bạn sẽ dùng mũi tên lên xuống, chọn mục mà các bạn muốn di chuyển đến, chẳng hạn như page 1 of 13. Page là số trang, tức là các bạn muốn di chuyển đến trang mấy. Section. Section là phân đoạn. Các bạn muốn di chuyển đến phân đoạn thứ mấy? Line. Line là dòng. Các bạn muốn di chuyển đến dòng thứ mấy? Bookmark. Bookmark là các bạn muốn di chuyển đến tên bookmark nào, vân vân. Ở đây tôi sẽ chọn bookmark đầu tiên. Tôi sẽ nhấn tab qua. Tab. Enter bookmark name. Edit combo. Enter bookmark name. Ở đây các bạn sẽ gõ tên bookmark mà đã có trong văn bản. Hoặc là các bạn sẽ dùng mũi tên lên xuống để chọn. Sau khi chọn xong tên bookmark, các bạn sẽ nhấn tab đến Go to Page và kích hoạt vào, hoặc là các bạn sẽ nhấn Alt T để kích hoạt vào mục Go to Page. Tab Go to button to activate press space. Các bạn sẽ nhấn khoảng trắng vào. Space enter bookmark name edit combo Kindle to set escape. Minh Du ba gấu của nhân cách. Các bạn có thể nghe thấy được mục mà lúc nãy tôi đã đánh dấu bookmark. Đó là cách để sử dụng hộp thoại Go đi tới những bookmark. Hoặc là các bạn có thể di chuyển nhanh tới các số trang. Bây giờ tôi sẽ thử di chuyển nhanh đến những trang mà tôi cần đến. Ở đây tôi sẽ nhấn Ctrl G. Ctrl G, print view, edit to set the value, use the arrow keys or type the. Sau khi đã vào được hộp thoại Go, các bạn sẽ shift tab đến mục Go to what? Shift tab, go to what, list box. Chọn mục Pay. Line, section, page. Và tab qua mục là Enter page number. Tab, enter page number, edit, type in text, Alt plus E. Ở đây các bạn sẽ nhập số trang vào đây. Chẳng hạn tôi muốn di chuyển qua trang 2, tôi sẽ nhấn số 2. Sau đó các bạn enter hoặc là có thể tab qua một lượt go to page rồi kích hoạt vào. Tab go to button to activate press enter enter page number edit 2 type in text Alt plus E. Sau đó các bạn sẽ nhấn escape để thoát khỏi. Escape TLHNC dot. Và bây giờ để các bạn có thể kiểm tra được các bạn có đứng ngay trang 2 không thì các bạn chỉ cần nhấn mũi tên lên một cái rồi nhấn mũi tên xuống ngược lại. Page 1, Quan Night, page 2, Shuhu Quest. Page 2 có nghĩa là các bạn đã di chuyển được đến trang 2 của văn bản. Đó là cách để các bạn có thể di chuyển nhanh chóng đến một mục nào đó bằng hộp thoại Go. Chúc các bạn thành công với bài học này.